Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, ba trận cờ hay của Lại Lý Huynh và Vua Ấu Hoa. Trận này diễn ra tối qua, ngày 26 tháng 9 năm 2023. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Vua Ấu Hoa cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
Duyên. Trang Duyên. Chơi đến đây, mất pháo hoặc sát cục, vua ấu hoa, buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai, lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, vua ấu hoa cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。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 
将军。将军。将军。Chơi đến đây hết quân, vua ấu hoa buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ ba. Vua ấu hoa cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.将军。将军。将军。
将军。将军。
chơi đến đây không thể đỡ nổi Vu Ấu Hoa, buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.